Lúc 19 giờ 56 phút ngày 13 tháng 6, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ, Công an thành phố Đà Nẵng đã nỗ lực phối hợp với các lực lượng triển khai chữa cháy tại bãi rác Khánh Sương, phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu. Do bên dưới bãi rác có rất nhiều chất cháy, tỏa ra rất nhiều khói, khí độc khiến cho công tác chữa cháy gặp rất nhiều khó khăn. Trước đó đám cháy bùng phát vào lúc 14 giờ cùng ngày, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an thành phố Đà Nẵng đã huy động xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ tiếp cận dập lửa. Nhiều xe bồn chở nước cũng liên tục ra vào bãi rác để tiếp nước phục vụ công tác chữa cháy. Điểm cháy xuất phát từ bên dưới bãi rác, bắt gặp các chất dễ cháy nhanh chóng phát triển tỏa ra nhiều khói bao trùm toàn bộ bãi rác. Lượng khói độc tỏa ra lớn khiến cho công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn. Các chiến sĩ đã tiến hành phun nước, phun bọt trên bề mặt các núi rác và dùng câu liêm, sảng để phun dưới bề mặt nhằm ngăn chặn cháy lan. Hiện các lực lượng vẫn đang tiếp tục triển khai chữa cháy, nguyên nhân vụ cháy vẫn đang được điều tra làm rõ.